Cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 với tổng đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng được khởi công từ ngày 30 tháng 9 năm 2020. Điểm đầu tại nút giao Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình kết nối với đường cao tốc Cao Bồ Mai Sơn và điểm cuối giao với đường Nghi Sơn Thọ Xuân tại xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, Thanh Hóa nối tiếp với đường cao tốc Quốc lộ 45 Nghi Sơn. Tuyến đường cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 có tổng chiều dài là 63,37 km giai đoạn 1 của dự án xây dựng mặt đường 4 làng xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80 km h Giai đoạn hoàn chỉnh xây dựng theo quy mô 6 làng xe, nền đường rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 120 km h Trên tuyến cao tốc Mai Sơn Thanh Hóa có hai đường hầm xuyên núi là hầm Tam Điệp và hầm Thung Thi, cùng hai ống hầm song song với nhau. Hầm Tam Điệp Ninh Bình có chiều dài 245m, hiện đã được nhà thầu thi công hoàn thành điện chiếu sáng vạch kẻ đường và thiết bị cứu hỏa. Còn hầm thông thi qua địa bàn xã Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa có chiều dài khoảng 680 m đang trong quá trình hoàn tất những khâu cuối cùng. Trên tuyến cao tốc này có 14 hầm chui dân sinh, 3 cầu chính tuyến với tổng chiều dài 394,496 m, 3 cầu vượt ngang, một nút giao liên thông, 12 hầm chui dân sinh. Các nhà thầu đã tích cực huy động bổ sung dây chuyền, thiết bị, nhân công, triển khai thi công 3K4 kiếp. Dự án cơ bản đáp ứng kế hoạch thông xe dự kiến ngày 30 tháng 4, đoạn từ đầu tuyến thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình, đến nút giao Đông Xuân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 10 km từ nút giao Đông Xuân, huyện Đông Sơn, đến địa phận xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, thuộc gói thầu số 14XL, đang chậm tiến độ, chưa thể thông xe dịp này.